Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo trang sức khỏe đời sống.vn của Bộ Y tế, sốt xuất huyết đen quê là bệnh truyền nhiễm gây dịch xảy ra quanh năm nhưng thường gia tăng vào mùa mưa và hiện nay đang là thời kỳ cao điểm của bệnh này. Bệnh sốt xuất huyết có những biểu hiện lâm sàng khá đa dạng và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như vaccine phòng bệnh. Vì vậy, việc phát hiện sớm những diễn biến nguy hiểm là vô cùng quan trọng. Diễn biến bệnh sốt xuất, xuất huyết, bệnh thường khởi phát một cách đột ngột và tiến triển qua 3 giai đoạn là giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn hồi phục. Giai đoạn sốt trong 3 đến 5 ngày đầu tiên, trong giai đoạn này, bệnh nhân sốt cao 38 đến 40 độ C liên tục kèm theo các triệu chứng chung của những virus đau đầu, mỏi cơ khớp toàn thân. Giai đoạn nguy hiểm thường xảy ra từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy, tính từ ngày đầu tiên khi bệnh nhân bị sốt. Người bệnh có thể còn sốt hoặc đã giảm sốt và có các biểu hiện như thoát huyết tương do tăng tính thấm thành mạch thường kéo dài từ 24 đến 48 giờ, tràn dịch bằng phổi, mua kẽ, màng bụng, phù nề mi mắt, can to và có thể đau. Nếu thoát huyết tương nhiều, sẽ dẫn đến tình trạng sốc với các biểu hiện như vật vã, bứt rứt hoặc ly bì lạnh các đầu chi, da lạnh ẩm, mạch nhanh, nhỏ, huyết áp bị kẹt với hiệu số huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu bằng hoặc dưới 20 mm thủy ngân. Huyết áp bị tụt hoặc không đo được lượng nước tiểu ít. Triệu chứng xuất huyết có thể xảy ra ở dưới da, niêm mạc và nội tạng. Dấu hiệu xuất huyết dưới da được biểu hiện với các nốt xuất huyết dài rác hoặc chấm xuất huyết thường thấy ở mặt trước hai càng chân và mặt trong cánh tay bụng, đùi, mạng sườn hoặc màng bầm tím. Dấu hiệu xuất huyết niêm mạc được biểu hiện với hiện tượng chảy máu mũi, lợi, đi tiểu ra máu, kinh nguyệt kéo dài hoặc xuất hiện kinh sớm hơn kỳ hạn. Dấu hiệu xuất huyết nội tạng có thể thấy ở hệ tiêu hóa, phổi, não, đây là dấu hiệu nặng. Ngoài ra, một số trường hợp nặng có thể có biểu hiện suy phủ tạng như viêm gan nặng, viêm não, viêm cơ tim. Những biểu hiện nặng này có thể xảy ra ở một số người bệnh không có dấu hiệu thoát huyết tương rõ hoặc không bị sốc, vì vậy trên thực tế lâm sàng cần cảnh giác. Giai đoạn hồi phục thường xảy ra từ 24 đến 48 giờ sau giai đoạn nguy hiểm khi có hiện tượng tái hấp thu dần từ mô kẽ vào bên trong lòng mạch máu. Giai đoạn hồi phục kéo dài khoảng từ 3 đến 4 ngày tiếp theo, người bệnh hết sốt, thể trạng được tốt dần lên, có cảm giác thèm ăn, huyết động ổn định và bắt đầu đi tiểu nhiều bệnh nhân có thể có nhịp tim chậm hoặc thay đổi về điện tâm đồ. Trong giai đoạn này cần thận trọng truyền dịch, truyền dịch quá mức có thể gây nên phù phổi hoặc suy tim. Với diễn biến lâm sàng qua 3 giai đoạn đã nêu trên, việc theo dõi bệnh nhân chặt chẽ rất cần thiết để có biện pháp xử trí phù hợp theo từng giai đoạn và tiên lượng trước khả năng có thể ảnh hưởng đến người bệnh, nhất là những biến chứng xảy ra. Trên trang VN Express, các nhà khoa học Đại học Copenhagen của Đan Mạch cho biết, vaccine cúm có thể giúp ngăn ngừa các cơn đau tim và đột quỵ ở những người bị tăng huyết áp. Các nhà nghiên cứu cũng kiểm tra mối liên hệ giữa việc tiêm phòng cúm trước mùa cúm và nguy cơ tử vong trong mùa cúm. Họ loại các yếu tố gây nhiễu tiềm ẩn như tuổi tác, các điều kiện y tế khác, thuốc men và tình trạng kinh tế xã hội. Kết quả cho thấy có mối liên quan giữa tiêm chủng trong mùa cúm và giảm 18% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, giảm 16% nguy cơ tử vong do biến cố tim mạch và giảm 10% nguy cơ tử vong do đau tim. Nếu bạn bị huyết áp cao nên được tiêm vaccine phòng ngừa cúm hàng năm, tiêm vaccine là an toàn rẻ tiền, sẵn có và giảm nhiễm cúm và bảo vệ chống lại các cơn đau tim, đột quỵ và tử vong do các nguyên nhân khác. Các nhà nghiên cứu cũng giải thích mối liên hệ phổ biến giữa cúm và các sự kiện tim mạch cho biết phản ứng miễn dịch và viêm nhiễm trong khi cúm có thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe tim mạch của người bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, nhận biết các mức độ của bệnh sốt xuất huyết và lời khuyên của bác sĩ sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi để biết thêm nội dung chi tiết. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt.